谢谢姐，有没有戏玩呢？啊，谢谢你。 有这个没有问了，你有啥问题？你后面有离骚对象噶？如果人都点名对待，为什么呢？我的名字你刚刚入人评论了。哎，没嗨，看饭了哥 ，Good day，Australia，What's up Melbourne？What's up Sydney？Hi Perth！我来，老公，我们公的 name 中到啦，对哦，晶晶，我喺公民看饭，那我回巴成坡，Perth Sydney。 Melbourne. Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vlog. This is Australia Vlog. Mình thấy book vé máy bay đi Úc rất tiện vì mỗi tuần thì Vietnam Airlines có 23 chuyến bay khứ hồi giữa Việt Nam và Úc. Từ Hà Nội, Sài Gòn mình có thể bay thẳng từ Sydney, Melbourne và đây là đường bay mới toanh bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh tới Perth. Chuyến bay dài khoảng 6-9 tiếng nhưng tàu bay thân rộng hoặc Airbus A350 hoặc Boeing 787 nên là thoải mái vô tư. Trong lúc chờ thì mình qua phòng chờ bay quốc tế của Vietnam Airlines, ăn uống, tắm, sấy, ngủ, đọc, ngắm trời, nhìn mây. Đồng hành cùng mình trong chuyến đi này đó là chị gái mình, tiếp tục là chị gái thôi. Bởi vì đây là một đường bay rất là mới cho nên mình thấy có vẻ như hơi ít khách một chút. Hello ladies and gentlemen, this is your captain VVV speaking. Welcome aboard flight VLOG 218 with non-stop service from Ho Chi Minh City to Perth. Thank you very much for choosing us and please hit a like and subscribe button if you enjoy our service. It is our pleasure to make sure everything gets better and better just for you. Now sit back, relax and enjoy your flight. Thank you. Khôi ngày hôm nay là người trực tiếp take care. Anh Khôi làm tiếp viên hàng không là bao lâu rồi ạ? Đây là năm thứ 7 rồi, anh làm vào khoảng thời gian được 2 năm. Đâu là cái điều vô cùng quan trọng khi làm tiếp viên hàng không? Giữ được một cái tinh thần lạc quan, tươi cười khi gặp hành khách. Cái đi viên đây là mọi người sẽ gặp anh Khôi nha. Chị gái đang biết rằng em cần chồng. Chị tôi như một người mẹ. Có một điều mình thấy đôi khi chúng ta bỏ lỡ đó chính là tạp chí ở trên máy bay. Văn hay chữ tốt, một bầu trời tri thức ở trong tạp chí này. Bây giờ là 12 giờ đêm và thời tiết đang siêu lạnh, đang khá là nóng ấy, nhưng mà chắc là về đêm thì lạnh hơn. Bây giờ thì mình sẽ bắt Uber với khách sạn, mai chúng ta sẽ gặp nhau. Yay, hello Melbourne. Đây là phòng apartment mà chúng tôi thuê, có tổng cộng là 2 phòng ngủ. Phòng ngủ 1, phòng ngủ 2. Đằng kia thì nhìn ra sông nè. Giống nhau thế nhỉ? Chúng tôi đã nhìn thấy một Starbucks ở ngay trong mặt. Jenny. Khi nào mọi người hỏi là cho mình xin tên vào đây. Jenny. 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 Thì nó dễ gọi ý. Chúng ta đang đi qua Melbourne Town Hall. Ở đây mọi người bắt đầu trang trí Giáng sinh này. Mọi người ơi, bỗng dưng mình đi trên đường sao có một người đẩy phố phố qua mình bảo là chị là Khánh Vy đúng không? Cho nên tặng chị xe quốc này. Yêu quá, sao đây? Bao nhiêu tiền? 38.33. 38. Ôi, tôi nhìn chị tôi nói tiếng Trung tôi thèm quá. Đây là gì? Đây là mà la thang. Mà la thang là gì? Mà la thang là của cua. Ở đây gọi bún mắc cay. Nhà mình thì gọi quay lao thôi, cay ít. Món này ngon. Bảo sao đông người. Không có gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta ở trong một môi trường nói cái thứ tiếng mà chúng ta muốn học. Và hôm nay thì mình được chị Hà Phương dạy cho là cái tăm này
là giá tiền, còn cái ống hút là xì quản. Thì bây giờ mình sẽ hỏi là chị phục vụ xem là chị có giá tiền và xì quản không. Nếu mà chị ý hiểu thì mình sẽ phải học tiếng Trung cho chị nhá. Mở khuẩn nữ lý suy trung vấn. À, giá tiền, có mấy có xì quản không? Ờ, xin chào, xin chào nhìn. Có没有牙签吗？那边啊，谢谢你。啊，你们有洗手间吗？楼上。đi trên train bỗng dưng hai chị em người Việt Nam nói chuyện. Sao bảo chị ở đâu? Chị ở tòa apartment này. Em cũng ở tòa apartment này. Thế là hai chị em bây giờ về cùng chung nhà. Coi như anh thì còn nở nữa luôn. Du tinh. Em ăn được quả đấy không? Thịt quất không? Có. Nhưng mà hơi chua đấy nhở? Thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ phá cắt tỉ. Tối nay thì mình phải ngồi dựng video. Bây giờ là 2 giờ sáng rồi. Đây là kiểu cố đấm mắt xôi. Ở đây 8 giờ đã đóng hết tất cả các cửa hàng rồi. Mọi người không biết là có cuộc sống healthy không? Cái này thì ngày mai mình sẽ có một buổi quay với những nhân vật mình hẹn tại Úc. Nên mọi người nhớ theo dõi nhé. Vừa đi làm vừa đi chơi mình mới cảm thấy có hứng thú. Còn nếu như chỉ có thuần đi chơi hay thuần đi du lịch á, là mình sẽ hầu như là mình không đi. Tạo ra một cái gì đấy hoặc là năng suất thêm một chút gì đó thì mình mới thấy đi chơi giá trị. Còn nếu như chỉ mỗi đi chơi không thôi thì hầu như là mình sẽ không đi mấy. Cảm thấy bị tốn thời gian. Hello, ngày hôm nay thì mình đã dậy sớm lúc 7 giờ sáng để đi quay. Cho tập B-Talk. Yes. Đây là chiếc máy 100 triệu của em tôi. Đây là team của chúng ta ngày hôm nay. Bông giới thiệu đi Bông. Hello mọi người, mình là Bongo, Vice President of Mopsa, Hội Du học sinh Việt Nam tại Melbourne. Yeah. Rồi, Khánh giới thiệu đi Khánh. Mọi người, mình là Hoàng Khánh và mình đang rất nổi. Hiểu giới thiệu đi, Hiểu. Em là cameraman. Cameraman bất tử. Chủ nhật tuần trước, mình mơ thấy mình đi ăn kem với chị Khánh Vy ở CBD Melbourne. Và sau đấy thì thứ tư thì phải, mình ngủ dậy thì mình thấy một cái tin nhắn của chị Khánh Vy. Nhưng mà cái không có tích xanh mọi người ạ. Thế là mình phải đi check legit để xem đấy có thực sự là chị Khánh Vy không. Và yeah, đấy là chị Khánh Vy. Vâng, và tức là mình đang tìm một người quay tại Melbourne. Mình tìm mãi, mình lên search là Melbourne cameraman. Nó hiện ra cái trang của bên em. Mình nghĩ ôi dồi ôi, cái legit của cái hội này thì còn gì để bàn cãi nữa. Thì ngay lập tức là vào inbox hội này luôn. Ngoài thiếu ngủ chúng ta còn thiếu gì hả các em? Tiền. Đầu tiên hai đứa này có sự chung hợp. Từ nãy giờ hai đứa này như kiểu là lửa với nước ấy, nó nói cái gì nó cũng cãi nhau. Bông ngây thơ sao? Nên mong người chuyên sang cảm giác mình mới là đứa ngây thơ. Đây chính là gà. Gà Flinder. Tại sao em lại đưa chị tới đây? Ga Flinder thì là một biểu tượng của Melbourne. Đây là ga lâu đời. Biểu tượng của Melbourne là nhiều gió ấy chứ. Ôi trời, siêu xanh siêu đẹp luôn á. Em hãy kể một fun fact ở Melbourne. Ở Melbourne khá là nhiều người da trắng biết nói tiếng Việt đấy mọi người. Họ sẽ nói được kiểu cảm ơn bạn rất nhiều. Tỏ là người Việt Nam ở Melbourne rất đông. Rất đông. Rất đông. Cảm ơn mong cô rất là nhiều. Mình thấy đó là thời tiết thay đổi chóng vánh, thay đổi liên tục. Sáng lạnh, trưa chiều hơi nóng và tối thì siêu lạnh. Bây giờ là 8 giờ tối rồi. Mình ở căn chung cư này và mình nghĩ là nếu như ai mua được căn chung cư này thích nhở. Ở đây thì nhìn view ra hồ, ra sông.
trời thì xanh, mọi người thì trời thuần khay nhá. Còn đây là tôi, một mình. Có gió làm bạn đồng hành. Chị mình đã chuẩn bị sẵn cho mình quần áo ngày mai mặc lên đi máy bay này. Cái view ngay trung tâm cơ chứ. 안녕하세요. What's up, Sunny? Cảm nhận đầu tiên của mình đó là mình thấy Sydney nắng ấm hơn, không có quá lạnh như ở Melbourne. Mình có một người bạn thân ở Úc, và ấy nói là với tính cách như mình ý, thì có vẻ như mình sẽ thích Sydney hơn. Sydney or Melbourne? Melbourne. Yeah, Melbourne. Sydney. 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 Melbourne. Say Melbourne. Sydney. You want the most in Melbourne? It's the best place to live, not that I'm biased. Peaceful places, but you have also partying, you have everything. More cafes, more culture, not as busy as Sydney. The community, it's very good. And you just sit here for an hour and you see the whole world, don't you? Yes, I see everything. It. Why? Because it's more beautiful. Beautiful girls like this, beaches, boat parties, beach parties. Sydney's the bomb. Lovely. Unbelievable. Lovely. It is unbelievable. I wish you all the best. And you. I love talking to you. You're very welcome. Thank you. Mình cũng rất là hào hức, không biết là trong ngày hôm nay khám phá thì mình sẽ thích Sydney bao nhiêu hơn. Tiếp tục những ngày đi khám phá không có bất cứ một cái lịch trình nào cụ thể cả. Chúng mình cứ tự do thoải mái khám phá thôi. Sao có cái con gì mà cái mỏ nó dai mà trời ơi. Oh my god. Trời ơi, cái mỏ gì vậy? Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi bộ ra Opera House, biểu tượng của Sydney. Wow, thuyền to chưa kìa. Wow. À, đáng yêu quá. Và mình đã đưa nó là tới Sydney. Ngày xưa mình vẫn nhớ mình nói với mẹ là con sẽ đi Úc, bởi vì đấy là nước đầu tiên mình biết bằng tiếng Anh là Australia. Úc, cái cầu ấy này. Xinh đẹp quá. Em cảm ơn chị, em cảm ơn cả nhà. Cái cảm giác mà mình nhìn một cái gì đấy ở trên mạng, hình ảnh nhiều quá rồi bỗng dưng bây giờ mình nhìn thấy trước mặt ở một khoảng cách rất là gần, kiểu rất là siêu thực ấy. Mình thấy cái này rất là thân thuộc luôn. Em không hiểu lý do tại sao cả, dù là lần đầu tiên mình tới đây. Ôi trời ơi, nó rất là thân thuộc, như của mình đã từng tới đây rồi và mình đã có cái cảnh mình quay như thế này rồi. Mình đã từ bỏ việc chụp hình tại đây bởi vì quá đông người, hầu như là không chụp được, nên là chúng ta sẽ làm một tấm kỷ niệm ở đây nhé. Cái túi của mình nó đã bị mắc ở dưới này, không thể lấy lên được. Ok, close, close. Wow, thank you so much. Bắt đầu, WHO. World Health Organization, IMF. International Monetary Fund. UNDP. United Nations Development Program. Ok. Mình thấy mọi người ở đây không thấy lạnh như sao ấy. Còn mọi người vẫn mặc đồ ngắn tay ấy. Mình nghĩ kiểu so cool, so cool. Good morning. Hôm nay mình quyết định ra khỏi nhà mà không gội đầu. Và mình đã nhờ chị gái yêu tít tắp chuông. Gần mưa cả nhà ơi. Sáu ạ. Mưa không qua giờ ngọ, gió không qua giờ mùi. Liệu nó có đúng rồi? Liệu nó có đúng với Sydney không? Chứ Thủy Sĩ là đúng rồi đó nhờ. Mưa đã có nón, nắng đã có nón, lạnh cảm cúng, chúng ta cũng có nón. Nó là Việt Nam, theo tôi qua mọi con đường. Cốc cà phê latte vào buổi sáng như thường lệ. Mình nghĩ lần này về Úc sẽ không mưa, nhưng mà mình có thể xác nhận lại một lần nữa, đó là mình đi đâu trời cũng mưa. Mình cứ nghĩ cả một cái nhà hát này là một cái con sò, nhưng mà khi nhìn gần thì mình
sẽ đến Taronga Zoo. Có cheap moment với chị Jenny. Jenny cũng đến đây trong vlog. Jenny. Oh. Jenny Blackpink. Và mục tiêu tới đây của chúng ta khi tới zoo là gì ạ? Mỗi người sẽ chia sẻ mục tiêu của mình. Chụp bằng được với kangaroo. Ok, đây là một fan của kangaroo rồi. Tiếp theo, còn tôi là chụp một bức ảnh cho vợ tôi với kangaroo đẹp nhất. Ok, còn mình tìm hiểu và khám phá thêm về sự đa dạng của sinh vật học. Rồi, giờ con kia này. Oh my god. Hả? My god. Cuối cùng thì chúng mình đã phải mua áo mưa vì trời quá mưa. Ngày trước mà mình mà đi chơi xong mà trời mưa chẳng hạn, mình sẽ cảm thấy là thật là tệ các thứ đúng không? Nhưng mà bây giờ mình lớn rồi, mình thấy cái gì cũng vui hết. Được đi chơi, được tận hưởng, được enjoy, được trải nghiệm đã là một cái điều may mắn nhất rồi. Mưa nắng cũng là một phần của thời tiết mà. Ui yêu kìa. Em bé ơi. Em bé. Đấy, nó đang vảnh tai lên nghe mình đấy. Bé ơi, có người đang ngắm sắc đẹp của mình. Thơm. Mình nghĩ là chỉ cần nhìn thấy kangaroo với capybara là mình hoàn thành chuyến đi này. Ok. Ngày hôm nay thì mình có một lịch ăn với gia đình của anh Hoàng là cựu quán quân của chương trình Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 6 tại Sydney. Let's go. Cảm ơn gia đình anh chị đã được gọi là check in chúng ta buổi tối ngày hôm nay. Okay, your parents speak to you at home in Vietnamese, right? Sometimes. I would teach you to say some Vietnamese dialogues. Okay. Okay. Chị đang làm cái chí rửa. Chị đang làm cái chí rửa. Đúng rồi, that's right. Rắn khổ rửa hay? Rắn khổ rửa hay. Việt Nam rất đẹp. Việt Nam rất đẹp. Việt Nam rất đẹp. Việt Nam rất đẹp. Great, perfect. Các bạn bảo là các bạn mà nói tiếng Việt được thì cô sẽ mua cho các bạn, hay cô mua cho các bạn một cái gì đấy. Okay. Nói thank you tiếng Việt nói như nào? Cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn. Con thích không? Có. Rồi. Nói gì nhỉ? Này có đồ ăn cái là theo luôn. Nói gì? I love cookie. Hả? Đồ này cho em được. No, you look beautiful. I told you look ugly. You're always beautiful. You're beautiful inside outside, remember? Chúng tôi đi về trời lại bắt đầu nắng đẹp. Vì sao? Tell me why. Thank you. Have a nice day. Yay. Cheers. Thank you. Now we're leaving Sydney. Bye bye. We love Sydney. Ngày đầu tiên tại Perth. Now let's go. Đến một nơi mới thì mình hay có xu hướng là ngồi uống cà phê ở một nơi nào đó và keep watching xem mọi người đi lại như thế nào, làm việc ra sao, mọi người có cái tinh thần như thế nào để mình có thể hiểu hơn và hòa nhập tốt hơn vào cái môi trường đấy. Ngon. Yummy. Sau một hồi đi bộ thì chúng mình đã đến biểu tượng bến cảng của thành phố Perth, Elizabeth Quay. Đây là dòng sông Swan. Ở đây có rất nhiều chim. The seagulls. This is the first time in Australia. Oh, right. Yeah, if you've got food, they'll hang around. Oh, really? Don't feed them, please. Oh, okay. I have fear of birds, so yeah. I will not get close to them. Thank you very much. Then down to Fremantle, which is our port, and out into the Indian. Hey, I'm here with Mr. Jeff, and he's a local in yes. Perth. We touched the crack, right? Yeah. Luck for everyone. Grab the foamy bit. Yeah. Yes. Won't worry about proper nouns. So this is the only place in the world where members of the public can ring bells. Wow. Tôi sang Perth để gặp cô gái này đây.
Chúng tôi thì không thể bỏ qua King's Park, một trong những công viên trong thành phố lớn nhất trên thế giới. Ô Thủy ơi, con đang gặp chị Cà Rốt nè. Hello mẹ. Con đang dẫn Vi đi King's Park. Hey, chị em mình đang ngắm thành phố, nhìn xuống King's Park rất là xinh. Đẹp quá. Đây là tôi. Sorry các bạn, mình mặc đồ ngủ của mẹ. Nghe bảo là cái động tác này nó rất tốt cho những người bị gù lưng. Chính là chính là hai chúng mình. Nó rất nóng. Cái nóng này mình cảm giác như kiểu nóng ở Nghệ An đó mọi người. Tôi đã đến Fremantle. Mãi mình rất là muốn mua dây buộc tóc và tìm dây buộc tóc, nhưng mà mình không biết phải nói với chị ý dây buộc tóc là gì. Thật ra khi mình lên Google search mình hair tie, okay, it's hair tie. Bỗng dưng lúc đấy não bị nơ luôn, kiểu something to like buộc cũng không biết tiếng Anh là gì luôn. Não đơ luôn. Mình là đứa học tiếng Anh cũng khá là nhiều, nhưng mà những cái từ ngữ hàng ngày, những cái từ vựng của những cái đồ vật dùng hàng ngày mình rất là kém. Ví dụ như dây buộc tóc là hair tie. Scrunchie thì không nói à. Thật sự là biết scrunchie từ khi thấy Jenny đeo scrunchie. Mình biết là cái đấy là scrunchie ấy. Còn lại mình không biết luôn. Nói chung là mình ngơ ngơ lắm. Một người chưa bao giờ đi du học cho hay. Không biết một cái gì luôn. Lúc nãy mình hỏi là cái nhà vệ sinh ở đâu ạ? Sao kiểu có hai người dừng lại trả lời cho mình nhà vệ sinh ở đâu thì hướng dẫn các thứ các thứ. Mọi người siêu nice, mọi người đây siêu chan hòa, hiền lành, tốt bụng. Nên ở đây mình cũng học được cách là luôn luôn mỉm cười. Dù mình biết là ở trên YouTube của mình á, mình rất là hay bị nói về một cái việc đó là kiểu mình làm cái gì mình cũng cười. Kiểu mình nói chuyện với ai mình cũng cười mà mình kiểu cười liên tục. Mình sẽ cố gắng để làm mọi người cảm thấy dễ chịu hơn khi theo dõi, không phải khi nào mình cũng cười nữa. Mình sẽ cố gắng tiết chế lạnh một chút. Mình có thể là không cười miệng nhưng mà mình cười bằng mắt chẳng hạn. Mình sẽ cố gắng tập luyện dần dần. Mọi người kiên nhẫn với mình một chút nha. Mọi người kiên nhẫn với mình một chút, mình sẽ cố gắng. Mình sẽ không cười nhiều quá nhiều trong lúc phỏng vấn nữa, mình sẽ vừa vừa một chút. Nhưng mà nếu có những lúc nào đó mà mình cười thì mọi người thông cảm với mình, không phải là mình cố tình mà cái mắt mình nó như thế á. Tinh thần của mình nó cũng vui như vậy và mình cũng muốn cười khi mà mình lắng nghe người khác nói chuyện. Mình cũng muốn cười để mình thể hiện thực sự là mình rất là quan tâm. Kể cả bây giờ mình đang nói chuyện với camera nhưng mà mình cũng cảm thấy rất là vui khi mình cười, chứ không phải là... Đó, mọi người thông cảm giúp mình nha. Đây là thư viện công cộng ở Fremantle. Người thoải mái, ai cũng vào đây được thoải mái đọc sách miễn phí. Mọi người đọc sách, đọc báo, mọi người ngồi làm việc các thứ. Book haul. Đây không phải book nữa luôn ấy, đây không phải sách. Cái này mình mua ở trong tạp hóa. Cái này là crossword puzzle. Tức là sẽ chơi mấy cái trò giải từ này bằng tiếng Anh, coi như đi học tiếng Anh luôn. My favorite Sudoku, a crossword puzzle. Mà cái này thì cái giấy nó kiểu truyền thống hơn ấy. One. You like puzzle? Yeah, so do I. Mình suýt mất cái nón. Mình đang cố gắng giữ cái nón này từ khi đi Việt Nam, bởi vì đảm bảo rằng đến bất cứ đất nước nào thì mình cũng sẽ có một cây nón. Tức là cây nón có thể đi cùng mình tới những cái nước mà mình đặt chân tới. Luckily I got it here, I forgot it at the shop. Yeah, thì cái sự yên tĩnh và chậm rãi từ tốn thì có thể đến Perth. Super chill, super hot, super clean. Super clean. Chúng mình sẽ đi biển. Oh my god, it's so beautiful! Trời ơi, đẹp quá mọi người ơi! Chúng tôi bất ngờ về độ lạnh của biển này! Lạnh! Lạnh vãi chưởng! Wow! Nước siêu lạnh, nhưng mà đấy là cái nước đầu tiên. Bây giờ thấy bình thường rồi. Ôi mà vẫn lạnh à.
Wow, I think wow. Okay.